Đại nhảy vọt, sai lầm lớn nhất của Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông. Dưới thời Mao Trạch Đông, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đại cách mạng về sản xuất, được gọi là đại nhảy vọt, từ năm 1958 đến 1962. Với chương trình này, Trung Quốc ôm tham vọng bỏ lại các nước phương Tây trong cuộc đua phát triển toàn diện về kinh tế, từ nông nghiệp tới công nghiệp. Nhưng thật không ngờ, khi triển khai đại nhảy vọt trên cả nước, sai lầm đã nối tiếp sai lầm. Ngày nay, nhiều người vẫn xem chương trình này là một kế hoạch thụt lùi vô cùng tai hại. Nối tiếp kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Vào tháng 10 năm 1949, sau khi Quốc dân đảng rút lui ra đảo Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tiếp nhận quyền lực quốc gia. Một trong những chính sách đầu tiên và quan trọng nhất của nhà nước này là cải cách ruộng đất. Trong đó, địa chủ và những người nông dân giàu có hơn bị ép buộc phân phát lại đất cho nông dân nghèo hơn. Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất từ 1953 đến 1957 theo mô hình của Xô Viết trước đó. Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, kế hoạch 5 năm đầu tiên đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt. Trong 5 năm, 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm 1952. Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của đất nước này trên trường quốc tế được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu kém, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Nước này không thể đảm bảo được sản lượng xuất khẩu và cung cấp thực phẩm cho lực lượng lao động thành thị đang gia tăng. Cảm thấy không hài lòng với mô hình phát triển kiểu Xô Viết, vốn ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, Chủ tịch Mao Trạch Đông cho rằng việc huy động lực lượng quân chúng có thể cho phép Trung Quốc phát triển công nghiệp và nông nghiệp một cách song song. Thế là ông đã lên kế hoạch cho một chương trình phát triển toàn diện mang tên Đại Nhảy Vọt, Great Leap Forward, hay còn gọi là kế hoạch 5 năm lần thứ hai, diễn ra từ năm 1958 đến năm 1962. Cả nước tham gia, toàn dân hưởng ứng. Đầu năm 1957, Mao Trạch Đông cho rằng cả nước đã có 670.000 hợp tác xã nên cần ngừng phát triển để củng cố. Nhưng chỉ hơn 10 ngày sau, ông lại đổi ý kiến, yêu cầu tăng gấp rưỡi số hợp tác xã hiện có. Sau đó, Chủ tịch Mao lại đưa ra mục tiêu mới, tăng gấp đôi hợp tác xã lên 1,3 triệu vào mùa xuân năm 1957. Ông đưa ra quyết định trên vì nhận thấy cao trào xã hội chủ nghĩa đang xuất hiện ở vùng nông thôn Trung Quốc. Đại nhảy vọt trở thành chính sách quốc gia của Trung Quốc vào tháng 10 năm 1957. Một số lượng lớn nông dân được huy động tham gia các dự án thủy lợi trong suốt mùa đông 1957-1958. Các tổ chức tập thể được thúc đẩy chuyển thành các công xã nhân dân vào năm 1958. Tháng 8 năm 1958, một thông báo lại được đưa ra. Các công xã nhân dân sẽ được thành lập ở tất cả các khu vực nông thôn của Trung Quốc. Mao Trạch Đông xem hành động này như là một bước tiến trước Liên Xô trong việc cải tạo xã hội, và ông tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành một hình mẫu tiên tiến nhất cho chủ nghĩa cộng sản thế giới. Cho đến tháng 11 năm 1958, khoảng 98% dân số nông thôn được tổ chức thành 26.000 công xã nông thôn. Mỗi công xã bao gồm khoảng 5.000 hộ gia đình, tương đương 25.000 dân. Tất cả tài sản như đất đai, nhà cửa, gia súc đều được tập thể hóa. Các hoạt động hành chính và sản xuất đều được kiểm soát. Một số công xã đô thị cũng được thành lập trong năm 1958. Bên cạnh mục tiêu gia tăng sản lượng lương thực, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc năm 1958 còn xác định một mục tiêu khác của chương trình Đại Nhảy Vọt, đó là tăng nhanh sản lượng thép. Mao Trạch Đông hy vọng sản lượng thép của Trung Quốc sẽ vượt qua sản lượng thép của Anh trong vòng 15 năm. Tháng 8 năm 1958, Bộ Chính trị quyết định phải đưa sản lượng thép tăng gấp đôi trong vòng 1 năm. Để thực hiện các mục tiêu này, lực lượng quân chúng trong cả nước, từ viên chức, sinh viên, công nhân đến nông dân đều được huy động. Theo ước tính, có khoảng 1 triệu nông dân phải xa rời đồng ruộng để tham gia vào các dự án lò luyện thép sân vườn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Cho đến mùa thu năm 1958, đã có khoảng 600.000 lò luyện thép như vậy trên toàn Trung Quốc. Chúng tiêu thụ hầu như tất cả kim loại kiếm được, từ quặng đến đồ dùng nấu bếp. Một số lượng lớn gỗ được huy động để đốt lò,
sản phẩm sản xuất ra chỉ là thép chất lượng thấp, nhưng kết quả báo cáo lại nói rằng đó là thép chất lượng cao. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Khiến hàng chục triệu người chết đói. Những tưởng chương trình đại nhảy vọt sẽ thành công, nhưng ngày nay đa số mọi người, cả trong và ngoài Trung Quốc, xem nó là một đại thảm họa kinh tế. Thậm chí nhiều người còn nghĩ mai, gọi đại nhảy vọt thực ra là một cuộc đại nhảy lùi. Chương trình này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc trong nhiều năm sau đó. Dù chính phủ ca ngợi đại nhảy vọt như ánh sáng ban mai trên chân trời Đông Á, nhưng kết quả thực tế của chương trình này lại khiến cho người dân Trung Quốc rơi vào bi kịch. Đại nhảy vọt đã đưa ra một loạt chính sách phi lý, kéo người nông dân tham gia sản xuất thép, bỏ hoang ruộng vườn, từ đó gây ra nạn đói khủng khiếp trên khắp đất nước. Năm 1988, chính phủ Trung Quốc chính thức thừa nhận có khoảng 20 triệu người chết đói trong giai đoạn đại nhảy vọt. Thế nhưng, các phân tích độc lập cho rằng đã có từ 30 triệu cho đến 42 triệu người chết, biến nạn đói do chương trình này gây ra trở thành nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Với những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề như Tứ Xuyên và An Huy, dân số ở một số khu vực gần như bị xóa sạch. Có trang tài liệu miêu tả lại nạn đói ở nông thôn Trung Quốc trong các năm 1959, 1960 và 1961 như sau. Người dân chết đói như ngã rạ, gia đình nào cũng có người chết, xác nằm ngổn ngang khắp nơi, tràn cả ra ngoài đường. Những người còn sống thì vật vã xin ăn, có người nhai cả rơm khô, rễ cây, rễ cỏ. Nhiều vùng ở Trung Quốc như sắp đến ngày tận thế. Vấn đề là các quan chức đã tìm cách bưng bít thông tin. Không những vậy, các cán bộ cấp dưới còn báo cáo sai và thổi phồng một cách có hệ thống sản lượng nông nghiệp và công nghiệp lên trung ương, khiến chính phủ không nắm chính xác tình hình. Chính vì vậy, trong thời đại nhảy vọt đã xảy ra một nghịch lý đáng trách. Dù dân chết đói như ngã rạ, nhưng Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất lúa gạo hàng đầu ở châu Á. Năm 1958, nước này xuất khẩu sang Liên Xô 2,7 triệu tấn. Đến năm 1959, con số này đã tăng lên 4,2 triệu tấn. Hệ quả thảm khốc đối với xã hội Trung Quốc. Đại nhảy vọt đã khiến kinh tế Trung Quốc tụt dốc không phanh, nông nghiệp trì trệ, công nghiệp lụi bại. Hơn nữa, việc sản xuất gang thép ồ ạt đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí. Đời sống nhân dân không được đảm bảo, họ dễ bị bệnh tật do hít phải quá nhiều bụi bẩn từ môi trường. Đặc biệt, chiến dịch diệt chim sẻ đã gây mất cân bằng nghiêm trọng ở hệ sinh thái, khiến nạn đói kinh hoàng nối tiếp suốt nhiều năm. Ngoài ra, xã hội Trung Quốc cũng đã có những thay đổi lớn. Lúc này, trật tự xã hội bị đảo lộn ở một số làng quê. Chẳng hạn, người dân khó quay trở lại cuộc sống như trước bởi họ đã quen với lối làm việc tập thể, phân phối khẩu phần. Còn ở thành thị, tình hình cũng không khá hơn khi công nhân thất nghiệp đầy đường, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như bạo lực, tệ nạn xã hội. Nhà sử học Frank Decotter từng viết về thời kỳ này như sau: nhằm theo đuổi một thiên đường không tưởng, tất cả mọi thứ phải là sở hữu tập thể. Người ta bị lấy đi công việc, nhà cửa, đất đai, đồ đạc và sinh kế, động lực làm việc bị tiêu tan. Nông dân đói khát phải lao động trên những công trình thủy lợi quy hoạch kém, còn những cánh đồng lúa thì rơi vào quên lãng. Mặc dù chương trình đại nhảy vọt gây ra khá nhiều hệ lụy, nhưng dưới thời Mao Trạch Đông, không có bất cứ bài học nào được rút ra. Năm 1959, ông Mao rời khỏi ghế chủ tịch nước, nhưng ông vẫn cho rằng thất bại của đại nhảy vọt xuất phát từ việc thực thi nửa vời, chứ không phải là do chính sách mà ông đã đưa ra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!